Ồ, xin tất cả các bác. Đây sóng cho các bác một chiếc xe lướt nhá. Con này là con Excalibur 8 các bác ạ. Con này Excalibur 8 màu xám size S. Màu xám size S dành cho các bác nào cao từ 1m565 đổ xuống thì các bác có thể chơi được chiếc này. Đó, con này là size S màu gray. Rất là đẹp. Lâu lắm rồi em mới về được một chiếc trách lướt các bác ạ. Trách lướt thì cực kỳ là hiếm và được anh em săn đón rất là nhiều. Tại vì anh em biết thừa là cái giá trị của chiếc trách lướt và được với cả bây giờ trách thì là được anh em dùng nhiều hơn so với một số hãng khác cùng phân khúc đó. Thì đi sơ lược qua một chút thì con này là size S bánh 275 và lốp hỗ trợ không xăm, phục dốc sốc Judy E này, phanh dầu Shimano MT200, tay bấm xả của M6001, dò Shimano này, dò Shimano đó, và cùi đề Shimano XT Lip M6001, xích M6001 đó. Tổng thể của chiếc xe này đấy, bên em mới rửa xong thôi đó, chưa vệ sinh gì thêm, mới rửa cho nó nhìn nó sạch sẽ một chút, tại vì xe này anh ấy để bụi khá là nhiều và không đi. Quay góc bên này cho các bác xem nhé, thực tế chiếc xe đây màu sắc của nó sẽ như thế này, quay rất là kỹ để cho các bác ở xa có thể xem được, để các bác có thể nghiên cứu kỹ hơn về cái chiếc xe này đó. Cùi đề này đó, cùi đề Shimano XT này, Lip M6001 này, xích M6001 này, giò Shimano MT510 đấy, 51 MT511 đó. Sườn này là sườn nhôm. Đặc điểm của dòng Excalibur 8 thì là sườn của nó sẽ ngon hơn cái dòng Marlin Marlin nha các bác nhé. Excalibur thì nó sử dụng chất liệu nhôm là nhôm gold, nhôm này là sẽ được đánh giá là nhôm nhẹ hơn, chắc hơn đó, và tất cả mọi thứ thì các bác có thể đi dây và sườn nó có sẵn dây rồi, à sẵn lỗ rồi thì các bác bắt thôi. Ví dụ đây là bắt cái tai đè này, và đây là cái lỗ để luồn cọc yên lên này, không cần phải khoan khung đó, không cần phải khoan khung. Phục thì là phục hơi này, có khóa bấm khóa mở ếch ở đây này đó, có khóa mở. Anh ấy để lại cả cái bát đồng hồ với cả cái đồng hồ, à cái tai đồng hồ đó. Đó, tổng thể chiếc xe rất là ngon, rất là ok. Thì các bác mua mới thì nó là 30.900, bây giờ các bác mua lướt thì nó sẽ tiết kiệm hơn giá khá là nhiều, và bây giờ mình có một chiếc xe lướt ngon đó. Về trước đó em có đánh giá cho các bác rồi thì con Excalibur 8 nó sẽ ngon hơn con Marlin 8 nhé các bác nhé. Cổ nó là cổ lở này, các bác nhìn chưa, cái cổ lở nó sẽ bè ra như này thì nó sẽ khỏe cái khung hơn, và mình sẽ phải lắp cái phục cổ lở mới vào được. Còn những cái hệ trước thì nó sẽ là cổ thẳng như này đó, cổ thẳng nó sẽ như thế này này các bác này đấy, nó không lở to ra như thế kia đó, đấy là cổ thẳng đấy. Thì là bây giờ về phần giá nhé, giá thì con màu xám này thì giá của nó bao nhiêu, con này là con size S. Em để cho các bác là 23.800 nhé, 23.800 đấy, các bác có thể nghiên cứu để lựa con chiếc xe này. Mua mới là 30.900 mà bây giờ mua lướt thì còn 23.800 thôi, tiết kiệm ngay cho các bác là ít nhất là 7 triệu rồi đó, khá là nhiều.